Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Vào Bếp. Thì hôm nay bọn mình sẽ thực hiện thêm một cái món nước chấm của Thái nữa các bạn, đó là nước mắm chua cay kiểu Thái. Thì để làm cái món nước chấm chua cay kiểu Thái Lan này á, thì mình sẽ cần nguyên liệu là đây, một ít rau húng lủi các bạn đó, bốn trái tắc. Không có tắc thì mình sử dụng chanh cũng được nha các bạn, nhưng mà mình thích tắc tại vì tắc nó hơn con chanh. Rồi đây là bốn lát tỏi, bốn trái tỏi mình nè các bạn. Cái đến là một ít ớt bột, hai muỗng nước mắm, đường hút nốt. Thì bạn nào không thích đường hút nốt á, thì mình sử dụng đường cát trắng cũng được, không sao hết các bạn. Và cuối cùng là mình sử dụng một ít dầu ô liu. Rồi đó là tất cả nguyên liệu để làm cái món nước chấm chua cay kiểu Thái này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu để làm cái món nước chấm này nha các bạn. Rồi các bạn, để thực hiện cái món nước chấm này thì việc đầu tiên là mình sẽ cho cái rau húng lủi này đi xay để vắt lấy một nguồn nước nha các bạn. Đó, bạn nào không xay thì mình sẽ đem đi giã cũng được. Đó, mình sẽ cho rau húng lủi này đem đi xay, rồi mình sẽ trộn với khoảng 15 ml nước. Đó, khoảng chừng hơn một muỗng canh đó các bạn. Rồi sau đó mình sẽ vắt lấy nước. Đây nè các bạn, đây là cái rau húng lủi sau khi mình xay xong á, mình cho nước vào đây rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái nước rau húng lủi này nha. Các bạn, đó, mình sẽ lọc cho nó qua cái rây như thế này nè. Rồi, đủ rồi đó. Các bạn, bây giờ mình sẽ băm nhỏ tỏi ra để hồi mình sẽ cho vào cái chén nước chấm của mình nè các bạn. Đó. Thì tỏi này mình sở dĩ là mình không có giã nhuyễn mà mình phải cắt nhỏ ra như thế này để hồi á bỏ vô cái chén nước mắm của mình, tỏi mình nó sẽ nổi lên, nó đẹp mắt hơn mấy bạn. Rồi tiếp theo là tắc, mình sẽ sắc ra làm đôi như thế này nha các bạn. Đó. Tắc này 4 trái nè các bạn. Thì 3 trái là mình sẽ cắt đôi ra như thế này để một hồi mình sẽ cho vào cái chén nước chấm của mình để mình trang trí. Còn một trái nữa mình sẽ dắt trực tiếp vô cái chén nước chấm của mình. Rồi, như vậy là đủ nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình pha nước chấm thôi. Rồi đây các bạn, mình sẽ tiến hành pha nước mắm. Đầu tiên là mình sẽ cho nước mắm vô cái chén nè. Rồi. Thì tiếp theo mình sẽ cho một muỗng canh đường hút nốt vô nha các bạn. Đó, một cục cỡ này là được rồi nè. Đó, tại vì mình không có thích ăn ngọt nhiều lắm. Cho thêm chút xíu nơi, thấy có vẻ ít quá. Rồi. Với hai muỗng canh nước mắm thì mình sẽ sử dụng khoảng chừng một muỗng canh đường hút nốt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ quậy cho đường nó tan trong nước mắm. Đó, quậy cho nó tan lên. Cái nước chấm này mình sử dụng đường hút nốt thì mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn là cái đường cát thông thường của mình. Với lại là do cái đường hút nốt này là mình còn dư trong cái đợt mình làm cái nước chấm kiểu Thái đợt hôm trước đó các bạn. Đó. Thì nó cũng là một dạng nước chấm, nó cũng na ná nước chấm này, nó chỉ khác thành phần một chút xíu thôi. Thì bạn nào mà quan tâm tới cái món đó thì có thể coi trong cái đường link mình để dưới phần mô tả nha các bạn. Rồi bây giờ đường nó tan ra hết rồi nè, thì tiếp tục là mình sẽ cho các cái phần còn lại vô. Rồi mình sẽ cho ớt bột vô nha các bạn, đó khoảng một muỗng cà phê ớt bột. Kế đến là mình sẽ cho hết tỏi vào nè. Rồi quậy lên. Mình sẽ nặng vào đây một trái tắc. Ở bạn nào mà mình thích ăn chua thì mình có thể cho nhiều hơn nha các bạn. Cái này là tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây hai muỗng canh cái lá húng lủi mình xay lúc nãy á. Đây mình có nước húng lủi đây, cho vào đây cho nó thơm. Rồi trộn đều tất cả lên. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho vào những cái trái tắc mình cắt làm hai là như thế này nè các bạn. Đó, trang trí cho nó đẹp. Rồi các bạn, cuối cùng mình sẽ tí nữa mình quên là mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh dầu ô liu nha các bạn. Đó,
tác dụng của việc cho dầu ô liu vào trong này là để cho cái chén nước chấm chua cay của mình nó được bóng bẩy và nó được có cái vị béo béo. Rồi, quay đều tất cả lên là mình sẽ hoàn thành cái món nước chấm chua cay của mình, nước chấm chua cay kiểu Thái. Rồi cho dầu vào là nó bóng lên liền. À rồi đây các bạn, mình đã hoàn thành cái món nước chấm chua cay kiểu Thái này các bạn. Đó. Đó thì cái món nước chấm này rất là thích hợp để ăn với thịt luộc này. Hay là các bạn có thể lấy cái nước chấm này để mình trộn cái món salad đó các bạn. Thì ăn rất là ngon. Thì cái vị của nước chấm này, cái vị cay ấy, thì tùy các bạn thích nha. Các bạn có thể điều chỉnh nó cay hay là nó cay ít. Và cái vị chua cũng vậy. Thì ở đây mình thích ăn tắc, tại vì tắc nó hơi mơn chanh nên mình sử dụng tắc. Bạn nào thích thì có thể sử dụng me hoặc là chanh cũng được các bạn. Đó thì mình có thể tùy ý mình điều chỉnh cái khẩu vị một tí cho nó hợp với cái sở thích của mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip làm cái món nước chấm chua cay này của mình nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn vui lòng comment phía bên dưới video để cho mình biết ý kiến của các bạn nhé. À, các bạn hãy giúp mình like và share video này để mọi người cùng xem nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình.